Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, trước những yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình hiện nay, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, Luật Công an nhân dân hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ Công an xây dựng, ban hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Luật Công an nhân dân hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Cụ thể là quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công an nhân dân chưa phù hợp với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động. Hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, công an nhân dân ngoài việc thực hiện theo quy định chung của Luật Công an nhân dân, trong một số trường hợp đặc biệt còn thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước, như tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, công an nhân dân là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, Luật Công an nhân dân năm 2018 chưa quy định cụ thể về kéo dài hạn tuổi đối với các trường hợp này, nên chưa bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn. Việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng chưa thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác chưa cụ thể nên khó thực hiện. Cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân chưa quy định cụ thể phù hợp với thực tiễn. Hiện nay thì cái Luật Lao động thì đã nâng lên cái tuổi của nam giới là đến 62, của nữ giới là 60. Thì chúng tôi thấy rằng là cái lực lượng công an cũng cần thấy phải nâng lên, một là cũng để sử dụng được cái lực lượng này đảm bảo cái việc mà tiết kiệm được cái lao động. Về cái luật sửa đổi công an nhân dân thì tất nhiên là khi sửa đổi thì tức là đã thấy là những cái hạn chế bất cập của luật thì chúng ta cần sửa đổi. Thế mà những cái hạn chế bất cập đó thì cần phải được đưa ra để Quốc hội xem xét xem là nó thực sự cần thiết, cần sửa đổi những nội dung nào. Thì lúc đó thì là Quốc hội sẽ xem xét cụ thể cho ý kiến từng điều khoản trong luật một. Còn về cơ bản thì tôi đồng tình với việc là cần phải sửa đổi cái luật công an nhân dân cho nó phù hợp với thực tiễn hơn. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó chỉ đạo xây dựng hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân và pháp luật có liên quan, nhất là Luật Công an nhân dân sửa đổi. Vì vậy, việc xây dựng, ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân sẽ kịp thời thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các nội dung lớn của dự án luật là sửa đổi, bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, quy định về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác. Quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân sẽ khắc phục những hạn chế, vướng mắc của pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ, toàn diện để lực lượng công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, do tác động tình hình kinh tế của thế giới, năm 2023 được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động, linh hoạt xây dựng các kế hoạch, chiến lược kinh doanh cụ thể nhằm duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất tăng cao đã và đang tạo áp lực lớn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện duy trì được việc làm đang là nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp. Ngoài tiết giảm tối đa các chi phí sản xuất, các doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng, sắp xếp tối ưu hóa sản xuất để tạo việc làm, giữ chân người lao động. Tình hình kinh tế đang có những chuyển biến không được tích cực, gây rất là nhiều bất lợi cho doanh nghiệp, như là tình hình kinh tế thế giới thì đang bị trì trệ, làm cho số lượng hàng hóa, đơn hàng ngày càng sụt giảm, lãi suất vốn vay tăng, làm cho các chi phí tài chính của công ty cũng tăng lên theo, giá cả nguyên vật liệu, hàng tiêu hao, các chi phí như là điện, nước, xăng dầu cũng tăng cao, làm cho doanh nghiệp phải chịu rất là nhiều gánh nặng về giá vốn. Thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước và xuất khẩu đều giảm sút, khiến hầu hết các doanh nghiệp rơi vào khó khăn bởi không đủ nguồn vốn để duy trì hoạt động. Đứng trước những khó khăn hiện hữu, nhiều chủ doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự trợ giúp từ chính phủ, các bộ ngành trung ương và tỉnh để giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động. Làm sao để có thể giảm được các cái lãi suất vay ngân hàng và giảm các cái điều kiện vay
cũng như là nếu như có thể thì giảm các cái chi phí không chính thức cũng như là cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì có thể là với những cái mặt hàng xuất khẩu, nếu như chúng ta mong muốn đẩy mạnh thì có thể cái thuế thu nhập doanh nghiệp về những cái mặt hàng xuất khẩu thì có thể là chúng ta tính toán để chúng ta có thể giảm xuống để kích thích các doanh nghiệp phát triển. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, nền kinh tế thế giới và trong nước sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và có những chuyển biến không thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó, thay vì trông chờ phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp cần chủ động thích nghi để hạn chế tối đa các tác động xấu đến sự phát triển. Trong lúc này, các doanh nghiệp cần theo dõi sát tình hình, diễn biến của thị trường, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước để hoạch định những chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường, nỗ lực vượt khó, ổn định sản xuất kinh doanh. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng đảng mạnh là do chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, huyện ủy Tam Dương đã không ngừng quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần nghị quyết 07 của tỉnh Vĩnh Phúc. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của đảng, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây là buổi lễ tổ chức thành lập chi bộ đảng tại Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Vĩnh Thịnh trực thuộc thị trấn Kim Long. Chi bộ được thành lập với 6 đảng viên chính thức, đa phần đảng viên là người tại địa phương. Việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp đang có trên 2.000 công nhân lao động sẽ là tiền đề quan trọng để phát triển thêm số đảng viên mới. Là bí thư chi bộ của công ty nhận nhiệm vụ thì trong cái công tác sắp tới sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đảng ủy cũng như huyện ủy giao phó, cũng như là tiếp tục đưa chi bộ công ty cổ phần thương mại tổng hợp Vĩnh Thịnh ngày một phát triển là một chi bộ trong sạch vững mạnh. Trên địa bàn thị trấn Kim Long hiện đang có trên 200 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, việc chú trọng thành lập tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp không chỉ thể hiện sự quyết tâm của cấp ủy trong việc thực hiện phát triển đảng trong doanh nghiệp, tạo cầu nối giữa đảng và doanh nghiệp, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của đảng trên mọi mặt, nhất là phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong doanh nghiệp thì cũng có một số con em của địa phương là hoạt động và làm việc của các cái doanh nghiệp trên địa bàn. Này, chúng tôi muốn được thành lập được các cái chi bộ, các cái doanh nghiệp thì trước mắt đó là một cái sự phát triển lớn mạnh của đảng bộ. Ngoài cái mục đích đó ra thì vẫn là con em của địa phương. Thì đây cũng là một cái nguồn để đảng viên để sau này phục vụ cho địa phương. Ngoài việc chú trọng thành lập thêm các tổ chức đảng, kết nạp đảng viên theo chỉ tiêu được giao, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương đã tăng cường chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết 07 về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Chỉ tiêu huyện ủy giao trong năm 2023 kết nạp 12 đảng viên. Đảng ủy chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể giao chỉ tiêu cho từng chi bộ và trong cái quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thì đến nay chúng tôi đã kết nạp và xét hồ sơ đề nghị đạt được 7 trên 12 chỉ tiêu. Và chúng tôi phấn đấu là năm 2023 sẽ hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu công tác kết nạp đảng viên năm 2023. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhiều tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Tam Dương đã từng bước phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo tiến độ triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn, huyện Yên Lạc đang tập trung thực hiện thi công xây dựng công trình làng văn hóa kiểu mẫu tại các địa phương đã được lựa chọn. Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Man Để, thị trấn Tam Hồng có tổng diện tích trên 5.600 m2.
với các hạng mục nhà văn hóa, sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, vườn hoa cây xanh, đường dạo, hệ thống chiếu sáng, sân tập trung cùng một số hạng mục khác. Hiện nay, nhà thầu đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trước dịp mùng 2 tháng 9. Công trình thì đang tập trung tất cả quân số máy móc về đây để mà triển khai thi công nhà văn hóa. Công trình thì là hiện tại đã tập trung khoảng 20 nhân công là chuyên tổ đội, là một tổ đội là làm cốt pha, tổ đội làm bê tông và tổ đội thợ nề, bao gồm triển khai song song là nhà văn hóa và cái hệ thống thoát nước của cái công trình. Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương với tổng diện tích hơn 1,5 hectare. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện xây dựng trên 6.500 m2. Tại đây hình thành các khu thiết chế văn hóa thể thao, sinh hoạt cộng đồng của làng và cải thiện môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Được sự quan tâm của tỉnh, của huyện lựa chọn thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương để xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu với việc đầu tư xây dựng khu thiết chế văn hóa thể thao tại đây, tạo điểm sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Huyện Yên Lạc quyết tâm khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ hoàn thành xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu theo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cấp nước sạch cho một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các cơ quan chức năng cùng với chủ đầu tư các dự án cấp nước sạch đã và đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, mặc dù trên địa bàn tỉnh đang có 57 công trình nhà máy cấp nước sạch tập trung với tổng công suất cấp nước theo thiết kế gần 163.000 mét khối một ngày đêm, song công suất đang khai thác cung cấp nước sạch trên thực tế chỉ đạt trên 99.300 mét khối một ngày đêm. Trong khi đó, theo rà soát của Sở Xây dựng tỉnh, trên toàn địa bàn đang có 34 xã chưa có vùng phục vụ cấp nước, mặc dù nhiều dự án đầu tư nước sạch hiện nay vẫn còn dư rất nhiều công suất. Sau khi có kết quả rà soát thì Sở Kế hoạch Đầu tư cũng đã làm việc với các nhà đầu tư đang có nhà máy và còn dư công suất ở trên địa bàn tỉnh. Thì đến thời điểm hiện nay đã có 4 nhà đầu tư là đề nghị sẽ mở rộng cái mạng lưới đầu tư tuyến ống và mạng lưới phân phối để mở rộng cái vùng phục vụ cấp nước của cái nhà máy hiện có của mình đến các cái xã mà chưa được phân vùng phục vụ cấp nước. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, tính đến nay đã có 2 doanh nghiệp là chủ đầu tư của các dự án nhà máy nước sạch sông Hồng, huyện Vĩnh Tường và nhà máy nước sạch sông Lô, huyện Sông Lô nộp hồ sơ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng vùng cấp nước tới các địa phương đang khó khăn về nguồn nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch và Yên Lạc. Hiện nay nhà đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ và Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ ra báo cáo thẩm định để trình Ủy ban tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư trong từ nay đến khoảng 20 tháng 6. Công ty Procon là hiện nay đầu tư nhà máy nước sông Hồng 29.000 mét khối ngày đêm thì hiện nay đã đầu tư xong cái nhà máy xử lý và đang đầu tư hệ thống mạng lưới cho các 11 xã còn lại của huyện Vĩnh Tường. Thế thì công ty cũng đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh mở rộng cấp nước thêm 10 xã cho huyện Yên Lạc. Để các dự án cấp nước sạch sớm triển khai trên thực tế, thì bên cạnh việc hoàn thiện các thủ tục quy định cần thiết, các chủ đầu tư dự án cấp nước sạch cần bố trí đầy đủ nguồn lực về cơ sở vật chất cũng như nguồn vốn nhằm chủ động triển khai dự án ngay khi được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Cấp xã là nơi trực tiếp gần dân nhất, triển khai tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số cấp xã có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số cấp xã, tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 55 về triển khai các nhiệm vụ liên quan đến kinh tế số, xã hội số trên phạm vi toàn tỉnh và thí điểm mô hình chuyển đổi số tại 4 xã thị trấn bao gồm thị trấn Thổ Tàng, huyện Vĩnh Tường, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, xã Lăng Công, huyện Sông Lô. Kết quả sau hơn 1 năm triển khai thí điểm tại 4 xã thị trấn
đến nay hầu hết các thủ tục hành chính của người dân được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, tiết giảm được chi phí đi lại của tổ chức cá nhân. Trong năm 2022 thì hơn 1.400 thủ tục hành chính đã được giải quyết ở mức độ 3, mức độ 4 và 6 tháng đầu năm 2023 thì con số này cũng đạt được đến hơn 1.000 thủ tục. Tại thị trấn Thổ Tang, địa phương đông dân nhất của huyện Vĩnh Tường, kết quả thí điểm chuyển đổi số cho thấy hiệu quả rõ rệt. Nếu như trước kia số lượng công dân đến bộ phận một cửa của xã giải quyết thủ tục hành chính thường rất đông, thì đến nay số lượng đã giảm hẳn do phần lớn các thủ tục hành chính được giải quyết trên môi trường mạng qua dịch vụ công trực tuyến. Công tác tuyên truyền cũng được thị trấn Thổ Tang ứng dụng trên các nền tảng số để các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước truyền tải được nhanh hơn đến với nhân dân. Ứng dụng trên cái hệ thống thông tin điện tử là tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, toàn bộ cái mức độ 2, 3, 4 đấy là chúng tôi thực hiện. Như đánh giá của Ủy ban huyện vừa rồi đấy, chúng tôi đạt 97,5%. Trong cái sản xuất các cái chương trình truyền thanh thì hiện tại thì đài truyền thanh thị trấn Thổ Tang đã số hóa toàn bộ các cái chương trình truyền thanh phát hàng ngày và được sử dụng các cái ứng dụng công nghệ thông tin để sản xuất các cái chương trình. Trên cơ sở kết quả thí điểm tại 4 xã thị trấn thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện thí điểm chuyển đổi một số xã thị trấn tiếp theo. Các sở ngành hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tham gia thí điểm sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2024, triển khai chuyển đổi số cho tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch số 301 về tuần tra, chốt điểm kiểm tra hành chính, vây giáp, ghi hình, phạt nguội với các đối tượng, nhóm đối tượng, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Vào mỗi buổi tối, tình trạng thanh thiếu niên phóng xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông khiến nhân dân phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên bức xúc. Công an thành phố Phúc Yên đã tổ chức ra quân, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý mạnh tay với quái xế. Vào các khung giờ cao điểm từ cuối giờ chiều hôm trước đến 1-2 giờ sáng hôm sau, công an thành phố đã chia thành nhiều tổ công tác, phối hợp nhiều lực lượng tăng cường tuần tra, cắm chốt trên những tuyến đường trọng điểm. Chúng tôi tập trung vào những cái đối tượng mà có những cái hành vi như là bước đầu là có những cái lỗi lỗi như không đủ mũ bảo hiểm, do đó là hoặc là mang những cái hung khí, những cái mà đi ra đường hoặc là tụ tập để lôi kéo nhau tụ tập gây gổ làm mất trật tự an ninh trên địa bàn thành phố. Và trước khi làm cái việc này thì chúng tôi đã giao cho công an các xã phường đã làm công tác điều tra cơ bản để nắm tình hình và thậm chí nắm từng cái hộ của gia đình để làm cái vấn đề về những cái về cam kết hay là những cái mà răn đe giáo dục. Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, công an thành phố Vĩnh Yên đã huy động 100% cán bộ đội cảnh sát giao thông ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn xung quanh các nhà hàng, quán bia trên địa bàn. Từ 19 giờ hàng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Vĩnh Yên bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, 4 tổ công tác được bố trí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại các địa bàn tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn. Công an thành phố thành lập các tổ để phối hợp giữa lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát kinh tế, ma túy, lực lượng cảnh sát giao thông để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó là công an thành phố cũng có những cái kế hoạch chuyên đề riêng để xử lý nghiêm những trường hợp mà vi phạm về nồng độ cồn. Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lên án các hành vi sử dụng ma túy, rượu bia và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm giao thông, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chúng tôi huy động lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh, trong đó trao đổi một số lực lượng cảnh sát giao thông các huyện với nhau. Phòng Cảnh sát Giao thông thì tăng cường cho Công an thành phố Nghiên để tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
và tập trung xử lý các lỗi vi phạm, trong đó là lỗi chở hàng quá tải, lỗi chạy quá tốc độ và đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Sau hơn một tháng triển khai thực hiện tuần tra, chốt điểm, kiểm tra hành chính, vây giáp, ghi hình, phạt nguội với các đối tượng, nhóm đối tượng, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, các tổ tuần tra của Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tổ chức 750 ca tuần tra với trên 11.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện 748 vụ, xử lý 784 trường hợp vi phạm, trong đó có 13 vụ với 33 đối tượng có dấu hiệu hình sự, thu giữ 2 tuyếp sắt, 3 dao phóng, 1 gậy 3 khúc, 3 vỏ chai bia thủy tinh, 1 nỏ cao su và 1 hộp bi sắt, tạm giữ 392 phương tiện, 268 bộ giấy tờ xe, xử phạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Qua đó góp phần giáo dục, gian đe, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.